Cử vào ngày đầu tháng, hội viên nông dân thôn 1, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa lại tập trung ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm. Ai ai cũng ý thức được công việc của mình, tự nguyện, tự giác, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và phấn khởi. Dưới sự phân công cụ thể của Ban Thường vụ chi hội, các hội viên hăng say lao động, dọn dẹp rác thải, chăm sóc, cắt tỉa cành cây, tưới và bón phân cho cây hoa trên các tuyến đường làng ngõ xóm. Bầu không khí làm việc khẩn trương nhưng không kém phần vui vẻ. Nhờ sự chung tay góp sức của các hội viên, các tuyến đường của các thôn trên địa bàn xã Thạch Hóa đã được dọn dẹp sạch sẽ, thông thoáng. Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, dọn cỏ sạch sẽ, tạo nên cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhìn con đường rực rỡ màu hoa, không khí trong lành, tươi mới, nên ai ai cũng cảm thấy phấn khởi. Cái việc làm bảo vệ môi trường và vệ sinh xung quanh đường xã các cái thôn bản là theo ý mạc này là đây là một cái việc làm rất ý nghĩa. Làm thế nào để là xây dựng cái môi trường trong sạch cho bà con nhân dân, bởi vì cái này là cái là không, bởi vì bây giờ là có nhiều cái môi trường mà không đảm bảo thì rõ ràng là ảnh hưởng đến cái cuộc sống và sức khỏe của bà con nhân dân. Và quan điểm của bác là ủng hộ cái chương trình này. Chúng tôi nhận thấy rằng là cái sự đóng góp của bà con là rất là quý hóa đối với cái công cuộc đổi mới đất nước, và bà con từ đóng góp, từ xây dựng và từ hưởng lợi, đây là một trong những cái nhiệm vụ chính trị mà chúng tôi xác định được là đây là một cái trọng trách rất lớn đối với hội nông dân, và luôn chúng tôi luôn là phát huy cái vai trò của hội để là cùng với bà con là luôn duy trì các cái tiêu chí đạt được trong những cái năm qua. Và đồng thời là phấn đấu là ngày càng phát triển đi lên và xây dựng cái khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư nâng cao để là từng bước là đưa đời sống về vật chất và tinh thần của bà con ngày một là đổi mới và đưa lên. Tuyên Hóa là huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình, đời sống của người dân cũng như hội viên nông dân nơi đây tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Xác định tiêu chí giao thông là một trong những tiêu chí khó cần huy động nguồn lực từ người dân. Ngay khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hội nông dân cả cấp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ để từng chi tổ hội nông dân. Đồng thời, hội nông dân cả cấp trên địa bàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phân tích để người dân hiểu rõ lợi ích của việc mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường. Từ đó, phong trào nông dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới dần lan tỏa. Nông dân cả xã đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất vườn, đất nông nghiệp để xây dựng cả công trình hạ tầng nông thôn. Bằng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa đã vận động hội viên đóng góp trên 3 tỷ đồng, hiến 28.500 mét vuông đất, trên 9.000 ngày công lao động để tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, canh mương thủy lợi. Thông qua nguồn đóng góp của cả hội viên nông dân, nhiều tuyến đường giao thông đã được mở rộng, cứng hóa, trồng cây xanh thoáng mát, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đi lại của người dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước rút ngắn thời gian về đích nông thôn mới của địa phương. Bên cạnh đó, xác định rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức hội nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, cả cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã tích cực tham mưu, đề xuất kiện toàn và duy trì hoạt động 13 câu lạc bộ, chung sức xây dựng nông thôn mới, thu hút 149 thành viên tham gia. Cả câu lạc bộ đã làm tổ công tác tuyên truyền vận động, góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, cả cấp hội nông dân huyện Tuyên Hóa đã tổ chức được 407 buổi tuyên truyền với gần 37.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Qua đó, giúp cán bộ hội viên nông dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của hội viên nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới là một trong những phong trào lớn của hội nông dân. Trong những năm qua thì ngay từ đầu năm, huyện gọi hội nông dân huyện đã có kế hoạch để cụ thể hóa và chỉ đạo với tận các xã thị trấn để có cái cụ thể để tham gia các cái phân việc của mình trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì tập trung cho cái việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến đất, hiến tài sản để tham gia các cái phân việc để tham gia thực hiện có cái hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Trong quá trình làm thì cũng vẫn gặp những khó khăn, bởi vì cái huyện còn khó khăn về ngân sách, cho nên là cái nguồn lực vẫn có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên là người nông dân thì luôn luôn sẵn sàng ủng hộ và đồng sức đồng lòng cùng với huyện, cùng với xã để tham gia thực hiện có cái hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển kinh tế xã hội sâu rộng và là quá trình liên tục lâu dài, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa luôn đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, các gương điển hình tiên tiến, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, những mô hình sản xuất tốt để nông dân áp dụng vào sản xuất dịch vụ, làm tổ công tác đào tạo, tập huấn cho hội viên nông dân, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được cả cấp hội, hội viên quan tâm, trở thành phong trào nòng cốt, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã hình thành nhiều mô hình kinh tế trang trại, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất an toàn. Ngoài việc vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân các cấp còn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, việc làm và đào tạo nghề cho các hội viên nông dân. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Trong cái nuôi lợn rừng này thì tôi cảm thấy là nó dễ nuôi. Nên tôi cảm thấy là nuôi cái lợn này là kinh tế hơn và cái giá cả thì đắt hơn là lợn trắng. Hiện tại thì con được 200 con rồi. Gia đình là con mở rộng chuồng trại để là phát triển thêm được khoảng 100-200 con nữa. Mong muốn của gia đình là bên hội nông dân với các ban ngành là giúp đỡ để là tạo điều kiện cho là vay vốn để mà chăn nuôi, hai là về bên môi trường là quản lý được cái đầm bầy để cho họ khỏi đầm bầy thì là trang trại được phát triển tốt. Nhờ cụ thể hóa phong trào bằng nhiều chương trình hoạt động thiết thực, số lượng hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp gắn với ký cam kết sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Bình quân hàng năm, huyện Tuyên Hóa có trên 14.000 hộ đăng ký đạt chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong cái thời gian tới mà để xây dựng nông thôn mới mà đặc biệt về các cái yếu tố về tinh thần á, thì hội nông dân cũng đã có cái chủ trương sẽ nâng cao cái kỹ năng, cái trình độ, cái nhận thức cho bà con mình trong các cái hoạt động về bảo vệ môi trường này, về thu gom và xử lý rác thải này, để trở thành cái phân hữu cơ này. Rồi là về nâng cao cái nhận thức cho bà con mình hiểu được cái tầm quan trọng được các cái hình thức tổ chức sản xuất, trong đó là thành lập các cái chi hội nghề nghiệp này để hướng tới là tổ hợp tác xã kiểu mới, thực hiện theo cái chủ trương chung của Đảng, đó là phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, cả cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa sẽ có thêm nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của hội viên nông dân để phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững hơn nữa, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa.